nếu xảy ra xung đột quân sự Mỹ-Nga, khả năng chiến thắng của bên nào cao hơn? Theo báo cáo của Sohu, ngày 29 tháng 10, đối với câu hỏi trên, Nhà Trắng đã từng đưa ra đáp án là Nga, do Nga có thực lực mạnh mẽ để trả đũa lại một cuộc tấn công của Mỹ. Trên phương diện thực lực quân đội thông thường, Nga không phải đối thủ của Mỹ. Tuy nhiên, trên phương diện vũ khí kỹ thuật cao và vũ khí hạt nhân, Nga lại vượt Mỹ rất nhiều. Trên phương diện vũ khí kỹ thuật cao, Nga nắm giữ nhiều kỹ thuật Đông Tây hiện đại như tên lửa chống hạm siêu vượt âm Kinzhan, tên lửa hành trình siêu thanh Zircon, tên lửa chống hạm Bashin, tên lửa Pioneer. Tên lửa chống hạm siêu vượt âm Kinzhan là loại tên lửa hành trình phóng từ trên không của không quân Nga, tầm phóng 1.000 km theo giới thiệu của Bộ Quốc phòng Nga. Tên lửa có tốc độ tối đa đạt tới Mach 10. Khi bay ở tốc độ này, các hệ thống phòng ngự của đối phương sẽ bó tay trong việc đánh chặn. Quan trọng hơn, quỹ đạo bay của tên lửa này là quỹ đạo trôi không phân tách, là ở giai đoạn hành trình cuối. Tên lửa có thể lợi dụng bánh lái điều khiển ở phần đuôi để thực hiện cơ động nhiều hướng không có quy luật. Do vậy, không có bất cứ hệ thống phòng không nào trên thế giới hiện nay có thể phòng ngự được loại tên lửa này. Đối với tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz 100.000 tấn, mặc dù một quả tên lửa Kinzhan sẽ không thể đánh chìm, nhưng cũng khiến nó bị mất sức chiến đấu. Đây là điều không có gì phải nghi ngờ. Điều khiến hải quân Mỹ đau đầu nhất là Nga đang có kế hoạch hiện đại hóa hơn 100 chiếc Tu-22M3 còn tương đối mới, dùng để trang bị tên lửa Kinzhan với tầm bắn lên tới 2.000 km. Nếu mỗi chiếc Tu-22M3 được trang bị 4 tên lửa như thế này, mỗi lần xuất kích khoảng 20 máy bay, mang được khoảng 80 tên lửa sẽ khá là dễ dàng đối phó với một biên đội có 2 tàu sân bay của hải quân Mỹ. Tên lửa Pioneer là một loại tên lửa hành trình khác của không quân Nga, tầm phóng đạt 2.000 km. Loại tên lửa này có tốc độ lên đến Mach 20, nó có đầu đạn hủy diệt riêng với sức công phá mạnh mẽ và có thể đánh chìm tàu khu trục trọng tải 10.000 tấn. Tên lửa này đã được Mỹ và NATO công nhận là nỗi kinh hoàng của hệ thống phòng không và mệnh danh cho các loại tên lửa này là bảo tháp châu Âu. Có các hệ thống phòng thủ của Mỹ và phương Tây không cách nào ngăn chặn được loại tên lửa này từ quan điểm kỹ chiến thuật. Hai loại tên lửa trên chỉ là hai trong nhiều đại biểu của vũ khí siêu vượt âm do Nga chế tạo. Tên lửa hành trình siêu thanh Zircon, tên lửa chống hạm Bashin cũng có tính năng tương tự tên lửa Kinzhan. Điều đáng chú ý là Nga đã phát triển rất nhiều tên lửa siêu vượt âm mới, nhưng Mỹ đã không phát triển tên lửa siêu vượt âm tương tự như của Nga. Trong kho vũ khí của Mỹ hiện nay, các loại tên lửa siêu vượt âm gần như là trống rỗng. Việc quân đội Nga mạnh hơn quân đội Mỹ về vũ khí siêu vượt âm cũng đồng nghĩa với vấn đề, một khi xảy ra xung đột quân sự, nếu Nga điều động MiG-31, Tu-22M3 cùng máy bay hiện đại khác mang theo số lượng lớn tên lửa siêu vượt âm tấn công từ không trung vào quân đội Mỹ, trước đòn tấn công bầy sói này, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn mà không có bất cứ một khả năng chống trả nào. Đây là nguy cơ hiện hữu đối với Mỹ. Điều này được Mỹ công nhận trong đạo luật ủy quyền quốc phòng 2019. Đạo luật này có điều khoản yêu cầu Bộ Quốc phòng đẩy mạnh chương trình phòng thủ tên lửa siêu vượt âm. Nỗ lực của Mỹ đã khá rõ ràng, nhưng điều bất ngờ là Mỹ đã đề ra tốc độ cho vũ khí siêu vượt âm của mình khá khiêm tốn, chỉ đạt Mach 10, trong khi đối thủ chính của Mỹ là Nga tuyên bố đã bắt đầu quá trình sản xuất đầu đạn siêu vượt âm có tốc độ Mach 20. Ngoài tên lửa siêu vượt âm, sức mạnh của lực lượng tấn công hạt nhân Nga cũng khiến Mỹ quan ngại. Giới quan sát cho rằng, công nghiệp chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga đã vượt trước Mỹ 10 năm. Điều này đã được chứng minh, Mỹ hiện có khoảng 500 tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman 3 LGM-30G sử dụng kỹ thuật tên lửa từ những năm 1970. Mặc dù Mỹ đã có nhiều cải tiến để kéo dài thời gian phục vụ của loại tên lửa này đến năm 2040, tuy nhiên độ chính xác của nó cũng như khả năng đột phá từ lâu đã không thể so sánh với tên lửa của Nga. Mặc dù có kế hoạch xây dựng hệ thống răng đe chiến lược mặt đất GBSD để thay thế 500 tên lửa Minuteman 3 LGM-30G từ năm 2028 với tổng kinh phí lên đến hơn 300 tỷ đô, tuy nhiên kể từ khi bắt đầu chương trình GBSD đã có không ít những khó khăn đã xảy ra. Giới quan sát cũng như nhiều quan chức đang đặt dấu hỏi cho chương trình này. Thậm chí nội bộ quốc hội Mỹ cũng xảy ra một số tranh cãi về tầm quan trọng của chương trình trên. Trong khi đó, trong kho vũ khí tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga đang sở hữu những tên lửa hiện đại nhất trên thế giới như tên lửa đạn đạo liên lục địa RT-2PM2 Tobol-M, tên lửa đạn đạo RS-24 Yars, đặc biệt là tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat. Các loại tên lửa này có tính năng vượt xa so với Minuteman 3, điều này đã được Nga kiểm nghiệm trong cuộc diễn tập hạt nhân mới nhất gần đây mang tên Sấm sét 2019. Báo chí Pháp đã từng nhận xét tên lửa RS-28 Sarmat là vũ khí rất đáng sợ vì có thể quét sạch toàn bang Texas hoặc nước Pháp chỉ trong có vài giây. RS-28 Sarmat nặng 100 tấn, sử dụng nhiên liệu lỏng đạt tầm bắn đến 17.000 km, tức có thể bắn đến Paris hoặc London và có thể mang đến 10 đầu đạn hạt nhân phân hướng. Mỗi đầu đạn như vậy có sức công phá từ 150 đến 300 kiloton, tương đương 150.000 đến 300.000 tấn chất nổ TNT và có thể tách ra bay đến từng mục tiêu riêng.
Trang web Business Insider của Mỹ lo ngại siêu tên lửa RS-28 Samad có thể bắn phá các mục tiêu ở Mỹ và các nước thành viên NATO bởi tên lửa có thể vô hiệu hóa mọi hệ thống phòng thủ tên lửa. Nếu như Nga và Mỹ xảy ra cuộc xung đột hạt nhân, Mỹ tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Nga. Nga sẽ dựa vào các tên lửa đạn đạo liên lục địa trên mặt đất và tên lửa phóng từ tàu ngầm để tác chiến, đã có thể chiếm được ưu thế lớn so với Mỹ. Đây cũng là lý do tại sao thời gian qua Mỹ rút khỏi các hiệp ước hạt nhân với Nga, đồng thời cùng NATO tăng cường chế tạo và cải tiến vũ khí hạt nhân của mình, đồng thời cũng thắt chặt quan hệ và nâng cao khả năng phối hợp tác chiến hạt nhân, đặc biệt là tại các khu vực chiến lược ở châu Âu, trong đó có khu vực giáp biên giới Nga ở Đông Âu, từ đó xây dựng chiến lược chiến thuật mới cho quân đội mình để chung tay đối phó với mối đe dọa Nga đang ngày càng gia tăng. Hành động của Mỹ cũng đang thể hiện ý đồ biến NATO thành tốt thí, đưa chiến trường đến châu Âu để bảo toàn lãnh thổ của mình một khi xảy ra xung đột quân sự với Nga. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.